Điện máy chính hãng xin chào tất cả mọi người. Thì trước mặt mọi người đây nó là những cái phụ kiện đi theo kèm theo của máy rửa xe, có nghĩa là nếu mà bên gia đình mình mà muốn mua những cái ví dụ cuộn dây xịt rửa như thế này hay súng này, cần nối dài 50, 30 và những cái đầu khớp nối nhanh chống xoắn hay là đầu khớp nối dây, thì hôm nay mình sẽ review lại những cái bên phụ kiện mình đang phân phối và đã hỗ trợ được gia đình mình và khách hàng. Đấy, để những ai muốn cần mua thêm những cái phụ kiện như thế này thì mình cung cấp luôn cho tiện. Bây giờ mọi người đi ra ví dụ mua máy về nhưng mà mọi người muốn nối thêm dây thì khả năng ở xung quanh nhà mình là không có đâu, nhập về cực kỳ khó, chứ nói gì là đã đi mua ở khu vực mình đang sinh sống. Mình đây là cuộn 20 mét, cái cuộn này là cuộn cao cấp nhất bên mình đang phân phối. Nó là cuộn 20 mét bọc thép đen, đấy, 3 lớp đây nhé mọi người. Đấy, 375.000 chưa có phí. Đây là cuộn cũng là 20 mét nhưng mà chỉ 3 lớp thôi, không có giống như cuộn này đâu nhé, nó chỉ là mà 225.000. đây đầu gen đấy, mình lắp vào máy rất cực kỳ dễ dàng, tí nữa mình sẽ thử với súng. Đây là cuộn 15 mét, nó 175.000. đấy, đây nhá mọi người để ý nhá, 175.000. Đây là cuộn 10 mét, 125.000. Đây thì tay mình nó là hai cái cần, một cần là nối dài thêm đối với súng, một cần này là cần 30, thì giá của nó là 45.000. để phù hợp làm sao ví dụ những vị trí ngóc ngách mà mình muốn xịt rửa hay những gầm ô tô xe máy đấy. Đấy, cần 30 nhá, 45.000 cái cần này. Đây là cần 50, mình có thể đây mình cầm này, mình di chuyển được như thế này. Đây là cần 50, mình đo luôn kích thước chuẩn cho mọi người cùng xem. Đây, giá của cái này là 65.000. Trên tay mình đây nó là ba dụng cụ. Đây là khớp nối nhanh chống xoắn, khớp nối nhanh chống xoắn nhá, 55.000 một chiếc khớp nối nhanh chống xoắn. Cái này là cái lõi lọc rác ở chỗ đầu hút nước của mình, con này là 45.000. Cái này là khớp nối dây, ví dụ mình mua thêm dây như thế này, với cái dây sẵn đi theo máy thì mình phải cùng khớp nối dây mình lắp vào nhá, thì với chảy được nước ấy, tí mình lắp luôn hai cái cuộn dây lại với nhau. Cái này chỉ có 10.000 thôi nhá mọi người. Còn đặc biệt là bên mình đã phân phối súng, đây thương hiệu BTEC BT1400, 160.000 một chiếc. Đấy, và bên trong máy sẽ là súng như này, ren của nó sẽ là ren 22 nhá mọi người. Đây mắc này, các thông số chi tiết mọi người để ý kỹ ở đây này. Đấy, những ai mà có tìm hiểu về máy rửa xe thì cái súng này thì nó dễ không mà có gì đâu. Về máy rửa xe chủ yếu là mình quan tâm là trọng lượng của máy có chỉnh áp hay không và áp lực nó là như thế nào, công suất của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử nối này. Cái khớp nối nhanh ở đây nó để làm gì ạ? Đây nhá mọi người nhá, mình sẽ nối vào dây này, mình nối sơ qua tí mình tháo rất là dễ. Đấy, đây là khớp nối nhanh sẽ đấu vào súng hoặc là mình sẽ đấu vào cái ấy rửa xe của mình. Đấy, mình sẽ lắp nó trơn tru như thế này, chống xoắn nhé mọi người, để làm sao là dây nó khỏi bị gập ấy. Đây 360 độ xoay tròn luôn. Đấy, nước ra không ảnh hưởng gì đâu nhá, không có nước ra ở đây đấy, có nghĩa là lúc mà đường nước nó chạy đến đây mà nó vẫn xịt ra được cái áp lực như thế, không có đường nước chảy ra ở đây, vẫn xoay tròn luôn. Đấy, và đây cần nối dài thì nó sẽ được lắp như thế này. Đây mình sẽ lắp thử cái cần 30 này. Đây, cái đầu lúc mình tháo ra này, nó có cái ở chỗ này là mình bám nhẹ cái chỗ này thì mình xoay thôi là nó ra tự nhiên cái cần và như thế này. Đây mọi người nhá, dài chưa ạ, thêm 30cm hoặc là 50cm nó sẽ dài ra thêm được 20 phân. Đấy, nó có tay cầm này nó cũng dễ hơn, nói chung là tùy thuộc vào gia đình mình muốn như thế nào thôi. Ở đây mình sẽ đấu luôn, sử dụng luôn cái này, nó là khớp nối dây đúng không ạ. Đây nó phải khi mình mua hai cái cuộn dây, ví dụ cái cuộn này là cuộn đi theo máy nhá, mình ví dụ thôi, thì mình phải đấu hai cái dây nó lại với nhau bằng cái khớp nối dây này.
Đây, tháo ra vẻ hơi khó khăn. Đấy, mình xoay thôi. Đấy, mình làm vừa thôi, nhưng mà mơ công tí anh em lại phải tháo ra, nó mệt lắm. Đây, mình dí chặt vào thôi, mình lại xoay rồi. Đấy, mỗi vậy là xong thôi. Nhưng mà mình mọi người nhớ nhá, phải vặn hết cái gen này này, mình chưa vặn hết gen đâu, để mình làm sao mình tháo ra cho nó dễ hơn thôi. Ok, để liên hệ đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại bên dưới màn hình 0915935868, hoặc để mình tư vấn cho mọi người muốn mua cái loại 10m, loại 15m, loại 20m dây thường và loại 20m bọc thép đen, hoặc là cái súng rửa xe như thế này đã phân phối hàng chính hãng của BTEC, của công ty xuất nhập khẩu nhé, nhà nhập khẩu chính hãng nhé. Cái súng này thì được bảo hành 6 tháng. Đấy, 1/1 trong 7 ngày nếu có lỗi từ của nhà sản xuất. Nhưng mà thường là cái này nó không bao giờ bị hỏng đâu mọi người ạ. Nó chỉ bị tắc ở chỗ này này. Khi mọi người mua súng thì thường thường là sẽ có một cái dụng cụ vệ sinh. Khi nhà mình mà nước chẳng may nó có vấn đề gì, nhưng nó có nhiều rác quá hay là cặn ở bên trong ấy, nó tắc ở chỗ này, thì mình sẽ dùng cái dụng cụ đấy mình thông. Và những ai chưa biết thì mình sẽ gửi cái video mà bên mình đã làm và test trực tiếp vào những cái lỗi xảy ra đối với cái máy rửa xe. Mọi người đừng quên hãy cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ shop làm thêm nhiều các sản phẩm và những cái dụng cụ điện cầm tay hay là cái phụ kiện kèm theo, nhưng mà khi mà ở địa phương mình không có, khu vực mình sinh sống không có nhé. Và trước khi thanh toán thì mọi người sẽ được kiểm tra và test, nên là hoàn toàn có thể yên tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.